Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại cùng Đình Duy tiếp tục lắng nghe, theo dõi, diễn biến tập 5 của truyện tâm lý xã hội Lửa Đen của tác giả Trần Lê. Và vẫn như mọi hôm, trước khi chúng ta vào cùng nghe chuyện thì Đình Duy rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian để có thể nhấn nút đăng ký kênh. Sau đó thì bấm vào hình chức chuông để chúng ta luôn nhận được thông báo của các audio truyện phát hành trên kênh cũng như là cho tác giả trường lê cho mc đình duy một like một là chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện à, quý vị khán thính giả có thể à, không biết nhưng mà tất cả các comment của quý vị thì là đều được ban biên tập cũng như đình duy đọc thậm chí là các tác giả cũng đều rất mong muốn nhận được à, những suy nghĩ cảm nghĩ của các quý vị khán thính giả khi mà nghe cái tác phẩm của mình điển hình như là tác giả bùi ngọc phúc cũng như là tác giả trường lê và không làm mất thêm thời gian của quý vị khán giả nữa chúng ta tiếp tục theo dõi tập 5 lửa đen qua giọng đọc đình duy đã quá thời gian chờ đợi cương sáu ngón dần mất kiên nhẫn hắn đứng dậy ra hiệu cho đàn em bao vây lấy lân cùng những người mà lân đem đến cương nói giờ máy tính làm sao đây ta có cảm giác ta là trò đua của mày phải không lân Hết giờ sẽ không thằng nào trong số chúng mày rơi khỏi đây được cả. Phía bên lân cá cũng bắt đầu có sự rối loạn. Bởi lúc này người của cương đang bùa vây tứ phía. Một đàn em của lân nói: đại ca tính sao bây giờ? Lân hỏi: mày có chắc là hàng sẽ đến chứ? Tên kia đáp: chính tay em nghe như thế mà đại ca. Tuấn nhìn lân cá cũng biết được rằng. Tình huống này lân cá chưa lường trước được. Đã 30 phút trôi qua. Không thấy xe hàng nào xuất hiện trong bãi container cả. Lân cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. liếc mắt nhìn Tuấn, rồi tiếp tục nhìn Cương. Lân nói với đám đàn em. Đành liều vậy, chắc có lẽ hắn ta không đến. Chúng mày, chuẩn bị đi. Người của Lân cá nuốt nước bọt, rút vũ khí từ trong người ra, thủ thế, nhưng với số lượng áp đảo từ phía đàn em của Cương Có vẻ như Lân Cá không còn cơ hội nào Tuy nhiên Đúng lúc đó Trên bầu trời lóe lên một tia pháo sáng đỏ rực Đàn em Lân vội nói với đại ca Anh Lân, nhìn kìa Cả Cương cũng đang ngửa mặt lên trời Nhìn quả pháo sáng vừa được bắn lên không trung đó Vị trí của quả pháo sáng Cách bãi container tầm 200 mét Lúc này Lân mới dùng mình Lân cười, <cười> Đến rồi cuối cùng thì cũng đến rồi. Cương cao mày nhìn Lân hỏi, ý mày là sao? Lân trả lời, còn sao nữa? Chẳng phải mày đang đợi hàng đó sao? Đó là tín hiệu của xe hàng báo hiệu đang đến. Dứt lời, Lân cũng rút súng bắn pháo sáng trong người ra. Rồi bắn thẳng lên trời quả pháo sáng thứ hai. Lân nói, lát nữa thôi, mày sẽ nhận được hàng. Đợi thêm một chút nữa đi. Hành động của Lân khiến cho Cương có phần nghi ngại. Nhưng ngay lúc này, Cương vẫn đang rất tự tin rằng mình có thể làm chủ mọi tình huống. Đúng như lời Lân nói, một lúc sau, tiếng xe ồn ào dần dần náo động không gian tĩnh lặng của bãi container bỏ hoang. Cũng lúc đó, từ phía ngoài, người của Cương Sáu Ngón học tốc chạy vào. Vừa chạy, hắn vừa hét lên hoảng loạn. <laughs> đại ca, chúng ta bị lừa rồi, đại ca! Dầm. Khi mà các tên đàn em của Cương Sáu Ngón chưa kịp chạy đến nơi, thì từ phía sau, một chiếc mins rú ga đâm thẳng vào người hắn rồi lạnh lùng cán qua như kẹp một con chuột tuy nhiên đó không phải là chiếc mins duy nhất sau khi chiếc đầu tiên xuất hiện cưng sông ngón còn chưa kịp dụi mắt thì một đoạn gồm hơn 10 chiếc mins gác gầm rú bốc đầu lao thẳng vào giữa vòng bay của cưng cưỡi trên những chiếc min hầm hố đó là những tên mặc áo da đi giày khủng bố tất cả đều đội mũ cối dùng khăn đen quấn kín mặt chỉ để lộ ra hai con mắt trên tay mỗi người là những thanh gỗ dài hơn một mét, được đóng đinh tua tùa phía bên ngoài. Người của cương sáu ngón bị tấn công bất ngờ nên không kịp trở tay. Những cái đập từ thanh gỗ chi chít đinh đó vô cùng hiệu quả. Gian xe ngay khi xuất hiện đã khiến cho đội hình của cương sáu ngón tan tác, nhưng với số lượng đông hơn. Tất nhiên cương không thể chịu trận như vậy. Biết mình đã bị lừa, cương gào lên. Giết chết thằng Tuấn và thằng Lân cho tao, thằng nào giết được hai đứa đó tao thưởng ngay khi nghe lệnh từ đại ca đàn em của cương rút dao lao ngay vào tuấn lúc đó tuấn bị trói cả tay lẫn chân nên không thể cử động được tuấn chỉ còn biết ngồi im chờ mũi dao sẽ đâm vào người của mình bốp bốp nhưng khi đàn em của cương chưa kịp đâm tuấn thì một bóng đen đã lao ra chắn trước mặt đó chính là đàn em của lân cá gã què từng bị tuấn đánh gãy tay hai năm về trước tuy què nhưng thời còn sung sức gã chính là cánh tay phải của Lân. Tuy bị Tuấn đánh gục, nhưng không phải gã không có nghề, mà là do Tuấn quá mạnh. Điều đó đã được chứng minh. Vậy nên tên đàn em của cương sáu ngón xét ra không đủ cân lượng để tấn công gã. Chỉ với hai đường cơ bản, gã quẻ đã hạ gục được tên cầm dao. Nhưng đàn em của cương đâu chỉ có một người. Nhận thấy người của Lân tham chiến, bọn chúng cũng lập tức chấn chỉnh đội hình rồi bao vây lấy Tuấn cùng gã quẻ. Tuấn nói, cắt dây chó cho tao, nhanh lên, Nói là vậy, nhưng nếu bây giờ chỉ cần gã khỏe cúi xuống cắt dây cho Tuấn, bọn kia sẽ lao vào khiến cả hai không kịp trở tay. Phía lân cá cũng đang phải chống đỡ khá chật vật. Có vẻ như lân đã nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc của chiếc Jeep A2. Và đúng như vậy, từ trong bóng tối, chiếc xe màu đỏ ao gầm lên như một con thú dữ rồi tông thẳng vào đám đàn em của cương sáu ngón đang vây lấy lân cá cũng như Tuấn. Ngay khi chiếc xe dừng lại, những kẻ có mặt trên xe tay lăm lăm hàng nóng nhảy bồ xuống xe rồi cứ thế tà sung hữu đột lân cá nhìn gã vừa lái xe vừa hút thuốc cười khằng khặc mày đến muộn người trên xe cầm thanh kiếm nhật rồi bước xuống xe gã trả lời lạnh lùng do người của mày dẫn đường ngu thôi nhưng xem ra khá hỗn loạn đấy tao thích <laughs> lợi dụng thời cơ gã què bội vàng dùng dao cắt dây trói cho tuấn gã què hỏi mày đi được chứ tuấn nhắm mắt hít một hơi thật sâu từ nhỏ đến giờ, chưa khi nào Tuấn được chứng kiến một trận đánh sặc mùi máu tanh và điên loạn như thế này. Mọi thứ như kích thích từng sợi dây thần kinh trong cơ thể của Tuấn. Tuấn trừng mắt một cái cũng khiến cho gã quẻ cảm thấy áp lực. Mặc cho máu trên đầu vẫn chưa ngừng chảy, cơ thể bầm dập bởi sự đánh đập từ phía đàn em của Cương ban nãy. Tuấn đứng dậy, lạnh lùng, bước qua gã quẻ. Tuấn lao vào đám đàn em của Cương. Nắm đấm trên tay Tuấn có vẻ như đã bị kìm chế quá lâu. Gã què bất giác lùi lại. Hắn vừa đụng trúng con dao ban nãy hắn cắt dây chói cho Tuấn. Cơ thể hắn tự động lùi lại vì bộ não cảnh báo nguy hiểm. Phía trước mặt hắn không phải con người. Hai nắm đấm của Tuấn đang ướt đẫm máu. Nhưng đó không phải là máu của Tuấn. Đó là máu của những kẻ vừa bị Tuấn đấm đến nát mặt. Cả lân cũng phải lạnh người nuốt nước bọt khan. Chỉ riêng thanh cáo, gã đàn ông đang cầm kiếm nhật kia lật trưng mắt nhìn Tuấn. Điếu thuốc trên miệng gã đã cháy tàn gần hết. Hắn hỏi lân cá. Thằng này là thằng nào? Lân cá khẽ trả lời. Nó là một thằng điên. Cục diện đã thay đổi một cách chóng mặt. Với sự xuất hiện của thanh cáo và đặc biệt hơn khi con quái vật được thả tự do. Chỉ nhìn Tuấn thôi, mặc nhiên đàn em của cưng sáu ngón phải bỏ chạy. Tuấn tiến đến đâu? Đàn em của cưng nằm xuống đến đó. Phía sau lân cá hô lớn. Theo thằng Tuấn, bắt thằng cưng lại cho tao. Cưng sáu ngón nhận thấy nguy hiểm đã vùng bỏ chạy nhưng những chiếc mains lập tức pha đèn bùa vây lấy hắn quân của cương tháo chạy mạnh ai nấy sống cương không thể chạy bởi cương chính là mục tiêu cuối cùng tuấn bóp chặt cổ họng của cương rồi nhấc bồng người cương lên tuấn nghiến răng hỏi em gái tao đâu cương giãy giụa đôi chân miệng không thể nói cánh tay của tuấn siết quá mạnh quá giận dữ mà tuấn suýt chút nữa giết chết cương ngay lúc đó may sao lân ngăn cản kịp thời lân nói thả ra Tôi định bóp chết hắn à? Tuấn vội buông tay. Cương ngã bổ xuống đất, ho sặc sụa. Tuấn túm lấy cổ áo Cương nhấc lên ngang mặt, rồi hỏi lại một lần nữa. Mày giữ con bé ở đâu? Cương nước mắt nước mũi giàn rụa vì suýt tắc thở. Hắn nói, nếu mày tha cho tao, tao sẽ nói. Tuấn trợn mắt đáp, được, nói mau. Cương tiếp, <laughs> mày phải hứa là sẽ tha cho tao. Hai hàm giang Tuấn nghiến chặt vào nhau tạo ra những tiếng ken kết gai người. Tuấn gằn giọng tào hứa. Lúc này cưng huyết thiệu tào tào giữ nó ở ngôi nhà hoang, cách cả cá 100 mét. Tuấn giờ nắm đấm lên cao, Tuấn muốn dồn toàn bộ nỗi căm tù vào nắm đấm này. Nhưng rồi Tuấn thả tay xuống, đứng dậy. Tuấn nói với Lân, cho tôi mượn một chiếc xe. Lân hất hàm ra hiệu cho đàn em đưa xe cho Tuấn. Nhìn cưng sáu ngón lần cuối, Tuấn lên xe phóng đi mất. Tại bãi container lúc này, Thanh Cáo nói với Lân, mày kiếm đâu ra một thằng khủng bố thế có nó đến tao cũng chẳng dám động vào mày lân cười trừ <cười> giá mà nó chịu làm việc cho tao như lời mày nói mà bỏ qua đi cảm ơn mày đã đến đây tao tưởng hôm nay tao phải chết rồi chứ thanh cáo cười. cười do mày ngu thôi tao chưa đến mà mày đã dám ra mặt lẽ ra mày nên chết đi mới đúng lân im lặng thanh cáo nói đúng kế hoạch khi lân bàn với thanh là sau khi thanh đến nơi mới hành động nhưng vì một lý do mà lân đã liều lĩnh tuy nhiên dù sao đi nữa thành vẫn đến kịp dưới đất lúc này cương khẽ nói tao không cần hàng tao thua rồi tha cho tao đi bà nãy thằng tuấn cũng đã hứa sẽ tha cho tao rồi được chứ lân nhoẻn miệng cười. cười hình như mày quên rồi thì phải thằng tuấn nó hứa chứ không phải tao có vẻ như vị trí của chúng ta thay đổi rồi <laughs> trong khi lân cá đang sung sướng trước thắng lợi của mình mà có phần lơ đễnh thì cương sáu ngón con chó cùng cắn rộng đã rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn cương gào lên chết đi con chó <laughs> tiếng súng nổ vang lên chát chúa giữa bãi container bỏ hoang lân cá gục xuống đất cương tay vẫn cầm súng nhưng miệng đang ứa máu tươi mắt cương trợn ngược toàn lòng trắng hắn không thể kêu lên dù chỉ là một tiếng yếu ớt bởi lưỡi kiếm nhặt từ tay thanh cáo đã đâm xuyên qua yết hầu của hắn ngay khi hắn bắn được lân cá máu từ miệng cương cứ thế phun ra cho đến khi thanh cáo rút lưỡi kiếm ra khỏi cổ của cương cương đổ nhào về phía trước rồi tắt thở cái chết của cương qua lời kể từ ông tuấn khiến cho đám phạm nhân trong buồng giam phấn khích bên ngoài trời vẫn nổ sớm chớp và mầm cơn mưa rào chưa có dấu hiệu ngưng tạnh trời đất âm u khi ông tuấn dừng lại cũng là lúc một tiếng sấm động rền trời người kể chuyện khét thở dài đôi mắt thoáng buồn nét mặt của ông tuấn khiến cho mọi người nghĩ rằng ông đang tiếc thương cho lân cá kẻ đã cứu ông tuấn thoát chết sau đó bị cương dùng súng bắn gục long nói ít ra thì khi cuối đời lân cá vẫn làm được một việc tốt nếu còn sống em nghĩ ông ta cũng sẽ là một đại ca tốt Cả đám tù nhân gật gù sau câu nói của Long. Ông Tuấn cười lớn, nhưng điều cười đó không hào sảng, không rắn giỏi như cái cách mà ông Tuấn hay cười. Nó có chút gượng gạo. Có lẽ ông Tuấn đang cố gắng cười thật to, để che đậy đi nỗi đau quá khứ một lần nữa được khơi gợi sâu thẳm bên trong con người ông. <laughs> Anh đâu có nói lần cá chết. Có lẽ hiện tại hắn vẫn còn sống. Thời thế thay đổi. Những đại ca giang hồ thời điểm đó cho đến bây giờ, kẻ chết, người rũ tù, một số khác đào thoát ra nước ngoài. Chế độ thay đổi. Lớp giả như lân cá hay thanh cáo cũng đều bị quét sạch. Nhưng lần đó lân cá không chết. Viên đạn không đi trúng phần hiểm yếu. Người phải chết trong lần đó, lẽ ra phải là anh. Lòng nhớ lại một câu của ông Tuấn mà nãy. Ông Tuấn không giết được cương sáu ngón. Ngược lại hắn còn đâm cho ông Tuấn một nhát dao chí mạng. Trong câu chuyện không thấy nhắc đến điều này, Long bất chợt giật mình. Tiếng sấm khiến Long toát mồ hôi lạnh. Nhìn ông Tuấn, Long lặng người đi. Vốn là một người biết suy nghĩ, Long dường như đã hiểu nhát dao mà cương sáu ngón đã đâm ông Tuấn trước khi chết là gì. Những tên phạm nhân trong buồng chưa thỏa mãn tính tò mò. Một tên hỏi, Đại ca, vậy sau khi anh cứu được cái đào, anh đã làm gì sau đó? Có phải anh đứng lên đập băng nhóm rồi giành lại mọi thứ của thằng Cương không? Rồi tại sao anh lại phải vào tù vì giết người và chịu án 15 năm? Long gầm lên. Im hết đi. Giải tán hết cho tao. Bỗng dưng Long nổi điên, khiến cho tên nào tên nấy sợ xanh mặt. Nói gì thì nói, trong đây ông Tuấn mạnh nhất. Nhưng trước khi ông Tuấn đến, cả buồn sợ Long một phép. Bọn chúng không hiểu tại sao Long lại dở chứng như vậy. Không ai bảo ai. Đám phạm nhân im lặng, định quay về chỗ của mình nhưng ông Tuấn nhìn Long mỉm cười, không sao đâu, đã kể thì phải kể cho hết, mọi người cứ ngồi lại đây nghe cho xong đi. Long ấp úng, nhưng chuyện đó, ông Tuấn đáp, chúng mày đoán đúng rồi đấy, anh không cứu được cái đào. Khi anh đến ngôi nhà hoang đó, bên trong không có thằng đàn em nào của cơn sáu ngón, nằm sóng xoài dưới nền đất, không một mảnh bài trai thân, chính là cái đào. Trên người nó là những vết bầm là những thứ bẩn thỉu mà bọn chó chết ấy đã để lại cái đảo đã bị bọn chúng nó cho uống thuốc kích dục rồi thay phiên nhau hãm hiếp cho đến chết lúc anh chạm vào người thì nó đã lạnh ngắt hai mắt vẫn mở nhìn vô hồn về phía trước ngay từ đầu thằng cương đã muốn giết anh nó trả tấn anh chỉ để muốn hỏi số hàng bị cướp ở đâu trong cái đêm hàng bị cướp nó điên khùng muốn tìm một chỗ trút giận nó đem con bé đến ngôi nhà hoang rồi cưỡng hiếp con bé sau đó nó bắt con bé uống thuốc rồi cho đàn em thay phiên nhau hiếp đến chết khi anh điên cuồng quay lại bãi container với ý định băm bầm thằng cương ra từng mảnh nhỏ thì nó đã bị giết rồi những ngày sau công an truy lùng đám giang hồ trong địa bàn vô cùng gắt gao bản thân anh cũng phải bỏ trốn xác con bé đào được đưa về chôn cất bốn ngày sau mẹ nó cũng chết chính anh là người đã giết chết cả gia đình con bé anh luôn huyến hoặc mình rằng kẻ gây ra tất cả mọi chuyện là cương sáu ngón nhưng chính anh mới là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện long nắm chặt hai bàn tay lại cúi mặt xuống long không nói gì thêm một quá khứ quá tàn nhẫn đối với tuấn long cũng nghĩ đào bị cương cho người giết chết nhưng long không ngờ được rằng sự thật còn khủng khiếp hơn thế nhiều lần đám phạm nhân kia lúc này mới hiểu tại sao long lại nổi điên quát tháo bọn chúng không được đòi hỏi ông tuấn kể tiếp không khí trong buồng giam trùng hẳn xuống ông tuấn cũng im lặng Bên ngoài, trời vẫn mưa xối xả, cơn mưa như muốn cuốn phăng đi tất cả tâm trạng của những người tù nhân trong buồng giam số 17. Bọn chúng đều là những tên tội phạm với đủ mọi tội danh nguy hiểm, tất cả đều sống ngoài vòng pháp luật. Vậy mà giờ đây, tất cả cúi đầu im lặng như một sự đồng cảm đến người kể chuyện. Có quá nhiều cảm xúc trong lời kể của ông Tuấn, vui, buồn, hà hê, phóng khoáng, hồi hộp tất cả liên tục thay đổi trong câu chuyện về quá khứ của một người theo bọn họ là đáng nể để rồi lắng động lại sau cái chết của con bé đào nhìn những kẻ này ông tuấn bỗng thấy nhẹ lòng có lẽ người ta nói đúng nỗi đau trong lòng sẽ giảm bớt khi chúng ta chia sẻ ra ngoài và được ai đó đồng cảm bao nhiêu năm qua ông tuấn không biết phải chia sẻ cùng ai hoặc dù có nói ra là chỉ càng khiến cho người khác sợ hãi. Vậy mà nơi nhà tù này, những tù nhân giống như ông, dường như lại đang chia bớt vết thương dai dẳng kéo dài với ông. Ông Tuấn mỉm cười rồi nói tiếp. Ai nói tù chỉ là bọn vô lại, không có tình cảm chứ. Nhưng đó mới chỉ là một nửa cuộc đời đầy thăng trầm khổ ai của ông Tuấn mà thôi. Hơn 40 tuổi, hai lần vào tù, thật khó để nghĩ rằng người đàn ông này có một cuộc sống bình thường cũng phải thôi những va bấp đầu tiên trong cuộc đời của ông tuấn đã là một sự kinh khủng đối với những ai có trí tưởng tượng phong phú nhất quá khó để một người trải qua những việc như vậy có thể sống một cuộc sống bình thường tiếng lạch cạch cửa buông ra mở ra ngay lập tức mọi người trở về vị trí của mình khi quản giáo xuất hiện tất cả phải đứng xếp thành hai hàng phía trước phản của mình người vừa bước vào là liêm quản giáo nhìn từ người có mặt trong phòng ông liêm nói phạm nhân tuấn đi theo tôi giám thị có muốn gặp cậu giám thị nhắc đến giám thị ông tuấn nhớ ngay đến gã béo híp cả mắt mà lần trước ông tuấn đã gặp khi đó có cả chú đại nhưng tại sao giám thị lại muốn gặp ông tuấn điều này khiến ông tuấn có phần bất ngờ trên đường đi ông tuấn hỏi liêm quản giáo cán bộ có biết giám thị muốn gặp tôi có việc gì không ông liêm đáp tôi cũng không rõ nhưng tôi đoán việc này có liên quan đến em của cậu người mặc vest đen đã đến đây lần trước ông tuấn nghĩ trong đầu tay liêm này nói không sai nhìn thái độ của tên béo đấy lần trước đối với thằng đại có chút gì đó nhúng nhường đó không phải là phong cách của một giám thị trại giam hoặc còn một lý do khác đó chính là hắn và thằng đại có quen biết từ trước nhưng sao đại nó lại quen đến tận một giám thị ở đây tuy mình không biết công việc mà đại nó đang làm là gì nhưng theo lời bố mẹ nói đại nó đi đi về về trong khu vực miền bắc đặc biệt là mạng Lai Châu, Lào Cai, Sapa. Không nghĩ rằng nó có quan hệ tận thanh hóa. Trước khi đại nó vào đây, mình còn bị biệt giam. Nhưng khi nó xuất hiện, chúng lập tức thả mình, thậm chí còn tạo điều kiện cực tốt. Đã ở mấy trại tù, ngay cả những quan chức cấp cao khi vào đây, cũng khó mà được đãi ngộ như thế. Này giám thị muốn gặp riêng mình, e có chuyện gì đó ẩn khúc. Thôi kệ, cứ đến xem sao. Trước khi vào phòng giám thị, ông Tuấn vẫn bị còng tay, thậm chí còng cả chân. Cửa phòng giám thị mở ra, ông Tuấn được liêm quản giáo đưa vào phòng. Đang ngồi trên ghế chính là giám thị trại thanh phòng. Nhìn thấy ông Tuấn, lão béo giám thị tươi cười đon đả, rồi chỉ tay về phía ghế nơi bàn uống nước rồi nói. Ngồi đi. Sau đó lão ra hiệu cho ông Liêm đi ra ngoài. Một giám thị trại giam mà lại để cho phạm nhân ngồi nói chuyện với mình. Điều này ông Tuấn chưa bao giờ gặp. Thấy ông Tuấn có phần nghi ngại, Lão giám thị nói tiếp. Cứ ngồi xuống đi, đừng sợ. Chỉ có tôi với cậu thôi. Gọi cậu đến đây tất nhiên là phải có việc rồi. Làm chai nước chứ. Ông Tuấn đáp. Cán bộ cho gọi tôi có việc gì vậy ạ? Lão giám thị nhếch mép cười. Cũng không có gì. Vậy và việc luôn. Cậu là gì với đại? Không ngoài dự đoán, mục đích của lão béo này gặp ông Tuấn là để hỏi về chú đại. Ông Tuấn trả lời. Thực ra chúng tôi không có quan hệ ruột thịt gì cả, Bố mẹ Đại nhận tôi làm con nuôi. Tôi và Đại cũng chỉ mới biết nhau khoảng nửa năm nay thôi. Lão béo cười khẩy. <cười> chỉ thế thôi à? Xem ra ông bà cũng có mắt chọn con quá hả? Một kẻ từng linh án 15 năm tù về tội giết người. Có thể nhiều người ở đây không biết. Nhưng chúng tôi biết quá rõ về tiểu sử của cậu. Kẻ từng làm mưa làm gió trong trại Xuân Nguyên. Cũng là người góp công lớn nhất cho sự thay đổi của trại giam đó. Biết nói thế nào về con người của cậu nhỉ? Một kẻ điên rồ nhưng lại sống có trước có sau. Tôi nói đúng chứ? Tuấn Điên. Hay cậu muốn tôi gọi cậu bằng biệt danh mà trước kia đám tù nhân ở trại Xuân Nguyên đặt cho cậu? Bạch Hổ. Ông Tuấn khẽ giật mình. Lão béo giám thị vừa nhắc đến cái tên mà chỉ có tù nhân ở trại Xuân Nguyên biết đến. Bản thân ông Tuấn những năm còn trong tù cũng không muốn mọi người gọi mình bằng cái tên này. Bạch Hổ biệt danh đó có ý nghĩa. Trong trại giam, nơi giam cầm hơn 500 phạm nhân, kẻ nào cũng xăm mình, kẻ trước khi vào tù trên người không có hình xăm nhưng sau khi nhập trại cũng tự vẽ lên mình những hình rồng phượng ngũ hổ tướng trong một bầy hắc hồ dữ tợn ấy đột nhiên xuất hiện một con hồ khác biệt hoàn toàn với những con hồ còn lại trên người hắn không có lấy một vết mực xăm dù là nhỏ nhất thay vào đó cơ thể của hắn chẳng chịt những vết sẹo lớn nhỏ và hắn khiến cho bầy hắc hồ phải cúi đầu đó chính là bạch hồ tuấn điên khi nhắc đến tên hắn ở trại Xuân Nguyên, không ai là không biết. Lão giám thị khẽ cười. Xem ra danh tiếng của cậu ở trong tù không phải nhỏ, đúng chứ? Điều đó không khiến tôi bất ngờ. Khi ngay cả đại sát đích thân phải đến đây vì cậu. Cậu có mối liên hệ thế nào đối với gia đình? Ông Tuấn cau mày, ông không hiểu giám thị này đang nói đến điều gì. Ông Tuấn đáp, "Gia đình? Giám thị nói gì, tôi không hiểu." lão giám thị nhìn ông tuấn rồi cười cười không cần phải giấu đâu tôi hiểu mà chắc cậu không tin tôi nên không dám nói phải không ông tuấn ngơ ngác giám thị nói gì tôi thực sự không hiểu quả thực tôi không biết gia đình mà giám thị vừa nói là gì nhìn ông tuấn lão béo thấy nét mặt của ông tuấn không có chút gì giấu diếm cả đó không phải là biểu hiện của một kẻ đang nói dối làm giám thị đã từng tiếp quản không biết bao nhiêu tên tội phạm ngày ngày nhìn thấy chúng khách quan mà nói chưa chắc công an điều tra đã nắm rõ tâm lý của những kẻ vi phạm pháp luật đến mức phải vào tù như những tay giám thị hay quản giáo trại giam bởi lẽ ngoài việc tiếp xúc thường xuyên với phạm nhân ra những người này còn có một góc nhìn khác về cuộc sống cũng như nội tâm của những kẻ phạm tội do vậy không khó khi lão béo gần như ngay lập tức tin rằng ông tuấn thực sự không biết về tổ chức gia đình bởi bản thân lão béo cũng không biết rõ về tổ chức này Lão béo thân là một giám thị trại giam. Nhưng một mặt khác, lão cũng có dính dáng đến một đường dây buôn ma túy nhỏ lẻ. Đường dây đó diễn ra ngay trong chính trại giam này. Gần 600 tù nhân, trong đó không ít những tên trước khi vào đây đã dính vào ma túy, làm bạn với nàng tiên nâu. Ngay cả những quan chức cấp cao, thời còn đương nhiệm, do ăn chơi xa đọa dẫn đến bị hạ bệ. Những cái mà những tên này có bên ngoài vẫn là tiền, Người nhà bọn chúng không tiếc tiền để lo cho chúng có được một cuộc sống an nhàn trong chốn lao tù. Tuy nhiên, với bọn nghiện, an nhàn thôi chưa đủ. Chúng cần phải có thuốc nữa. Mà nhà tù thì đến con ruồi bay qua sông cửa còn hiếm thấy, nói gì đến hàng trắng. Một kẻ có lòng tham và mưu mô như lão béo lập tức nhìn thấy món lợi trước mắt. Nhưng lão thừa thông minh để biết được rằng mình cần phải làm điều gì chính vì vậy sau khi lão đọc hết toàn bộ những hồ sơ của đám tội phạm cộm cán mang tinh chất nguy hiểm cuối cùng hắn đã chọn được một đối tượng phù hợp một tay tổng nhỏ đứng đầu một nhánh nhỏ xíu trong một đường dây buôn bán ma túy của tỉnh thanh hóa một cuộc thương thảo giữa lão béo và tên tù ma túy ấy đã được diễn ra thỏa thuận được đưa ra lão béo sẽ đảm bảo an toàn cho tên tù nhân kia trong thời gian hắn chịu án tại đây thậm chí hắn còn được đối xử đặc biệt ngược lại hắn phải lợi dụng các mối quan hệ bên ngoài của mình để đưa ma túy vào trong trại giam tất nhiên mọi chuyện đều phải được giữ bí mật lão béo nham hiểm đã đưa ra thỏa thuận trong một hoàn cảnh mà có lẽ tên tù nhân kia nhìn thôi cũng phải dùng mình thỏa thuận được diễn ra trong một khu biệt giam của nhà tù đứng trước một phòng biệt giam lão béo ra hiệu cho lính mình mở cửa sau đó chúng đánh đập gã đang bị nhốt trong phòng biệt giam một cách dã man không còn tình người những tay đấm của lão béo cứ thế đánh cho tên tù nhân kia đến chết đi sống lại ngất chúng dội nước cho tỉnh, rồi lại đánh tiếp. Trong khi bọn lính canh đang đánh người, thì bên ngoài lão béo nói với tên này. Gã trong phòng biệt giam kia bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hắn bị kê đánh 3 năm, nhưng mới chỉ vào đây được 2 tháng. Vì gây náo loạn, nên hắn bị nhốt vào buồng biệt giam. Cứ thế này, e, chưa hết thời hạn, hắn đã phải chết rồi. Mà hình như tội của mày còn nặng hơn nó gấp mấy lần thì phải. Gã kia đáp, ông muốn gì ở tôi? lão béo cười. cười thông minh đấy tao lựa chọn mày cũng bởi vì mày là một kẻ lọc lõi công an đã tốn không ít công sức mới có thể tóm được mày mặc dù mày chỉ là một con tép mòng trong cái chuyên án gì gì đó nhưng yên tâm chuyện đó tao không quan tâm tao muốn mày làm việc cho tao đổi lại mày sẽ không phải sống quãng đời trong tù như thằng đang nằm dưới sàn nhà kia mày hiểu chứ sau đó tên tù nhân ấy chính thức trở thành một kênh phân phối ma túy trong nhà tù đương nhiên hắn chỉ là tấm bình phong còn cái đứng đằng sau thao túng chính là lão giám thị trong suốt hai năm lợi nhuận thu được từ bán ma túy cho tù nhân với cái giá tranh lên gấp ba bốn lần bên ngoài lão béo kiếm được không ít tiền lòng tham vô đáy lão tình cờ nghe ngóng được từ miệng tên tù nhân mà lão đang giao việc đó là hắn chỉ là một hạt cát trong đường dây buôn bán ma túy khổng lồ một đường dây làm ăn xuyên suốt việt nam thậm chí còn vươn cả sang khu vực tam giác vàng nhưng khi hỏi chi tiết về đường dây này thì tên kia không biết gì cả hắn chỉ biết tên của tổ chức là gia đình một cái tên kỳ lạ đến mức kỳ quái lợi nhuận siêu khổng kiếm được từ việc buôn bán ma túy mặc dù quy mô của lão béo là quá nhỏ chỉ gói gọn trong phạm vi trại giam hơn nữa không phải tên tù nào cũng có tiền để nuôi con nghiện trong người nhỏ vậy thôi mà số tiền kiếm được đã khiến lão mở mắt lão muốn nhiều hơn nữa muốn kiếm nhanh hơn nữa lão bắt đầu tìm hiểu về gia đình nhưng đó đâu phải thông tin lão muốn là sẽ có không phải tự nhiên mà một tổ chức ma túy lại có thể tồn tại suốt những năm qua như vậy mặc dù các chuyên án đưa ra không phải ít nhưng rồi tất cả đều đi vào ngõ cụt. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, có một người xuất hiện. Kẻ đó ngay cuộc điện thoại đầu tiên đã nói vanh vách những chuyện mà lão béo đang làm bên trong nhà tù. Khi ấy, lão béo đã toát mồ hôi lạnh. Nhưng rồi, gã làm mặt kia tự xưng là người của gia đình. Muốn nhờ lão chút việc, thì lão nhận thấy cơ hội của mình đã đến. Trước đến nay, lão luôn tìm hiểu về gia đình. Nhưng lão không hề hay biết, chính lão đã nằm trong tầm ngắm của tổ chức và người gọi điện cho lão không ai khác chính là đại sát cánh tay phải của ông chủ ma túy lão nhị một cái tên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong thế giới ngầm mà người mà đại sát cần gặp lại chỉ là một tên tù nhân vừa mới chuyển đến đây hai ngày trước chứ không phải là lão béo là kẻ nào mà lại có thể khiến cho một tên tai to mặt lớn của tổ chức đích thân bước vào trại giam như vậy những ngày qua lão giám thị ăn không ngon ngủ không yên vì thắc mắc chưa được giải đáp Cuối cùng lão đánh liều gọi ông Tuấn đến để hỏi dò. Nhưng dường như lão đã sai. Ông Tuấn thực sự không hề biết một chút gì về gia đình. Thậm chí công việc của đại là gì, ông Tuấn cũng không rõ. Thứ tình cảm mà họ dành cho nhau là tình huynh đệ. Anh em tuy không cùng máu mủ nhưng lại thân quý như ruột thịt. Cũng bởi trong một lần đại bị truy sát bởi kẻ thù, chính ông Tuấn đã ra tay cứu đại một mạng. Duyên số run rủi Người cứu đại lại chính là người mà bố mẹ đại nhận làm con nuôi. Tất cả chỉ có vậy. Lão béo biết nếu hỏi thêm sẽ càng nguy hiểm với chính lão. Lão đã nhúng chân vào bùn, giờ có muốn rút ra cũng không thể rút được nữa. Ban đầu lão đã quá coi thường gia đình, nhưng khi đại đến, lão mới nhận ra lý do tại sao tổ chức này vẫn tồn tại mà không sứt mẻ gì. Đó là vì chúng kiểm soát quá tốt những đầu dây mối nhợ. Dù đó chỉ là một nhánh nhỏ vươn ra từ một cái nhánh nhỏ khác, trong bộ dễ trùm lan rộng khắp cả nước và chúng đặc biệt chú ý đến những quan chức, những cán bộ làm việc trong bộ máy nhà nước Việt Nam và lão béo vừa trở thành nhà phân phối để tiêu thụ hàng vừa trở thành cổng thông tin khi chúng cần đơn giản là vì lão đã bị gia đình túng được tóc, nhưng chỉ cần lão không làm gì vượt quá quyền hạn của mình thì lão vẫn có thể an toàn ung dung mà kiếm tiền bỏ túi leo lên lưng hổ, không phải cứ muốn nhảy xuống là được, bởi chỉ sơ xuất một chút thôi con hổ đó sẽ quay lại ăn thịt bạn. Lão béo vã mồ hôi, lão ấp úng. Ờ à, vậy à, không biết cũng không sao cả. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu chuyện làm ăn thôi. <laughs> ông Tuấn không hiểu lắm, nhưng lão vừa nói đến chuyện làm ăn, ông Tuấn đáp. Xin lỗi giám thị, tôi có thể nói điều này được chứ? Tất nhiên là lão béo đồng ý luôn. Ông Tuấn tiếp. Tôi đã lao động cùng mấy anh em trong buồng tại lò gạch. Tôi thấy công việc này có vẻ như không đem lại hiệu quả cao Gạch được đóng khá đẹp, nhưng giá thành lại chỉ bằng một nửa ra bán bên ngoài. Như thế quá lãng phí. Lạ béo tặc lưỡi. Cái đó ai cũng biết, nhưng do tổ nhân làm ra, chúng đã ép giá, không bán cũng vứt đi, chẳng để làm gì. Ông Tuấn mỉm cười. Hờ, vậy sao giám thị không suy nghĩ đến một công việc khác, có thể tạo ra sản phẩm chất lượng hơn, độc đáo hơn. Những thứ mà bên ngoài không phải ai cũng có thể làm được. Như vậy giá thành sẽ cao, lợi nhuận thu về cũng sẽ lớn hơn so với việc đóng gạch truyền thống. Lão béo trận tròn mắt, lão hỏi: "Ý cậu là gì? Công việc đó là sao? Nói mau đi." Ông Tuấn tiếp: "Có phải trại của chúng ta có một xưởng làm mộc dành cho những tên tù chính trị, những kẻ đã mua phân để được làm việc trong xưởng không?" Lão béo gật đầu. "Đúng là như vậy. Nhưng chẳng phải cậu không muốn đến đó làm mà muốn làm cùng bọn kia hay sao? Giờ lại thay đổi ý định à?" Ông Tuấn đáp: "Xưởng mộc đó tạo ra được sản phẩm chứ thưa giám thị." Lão béo cau mày, có vẻ bực mình. Ai, sản phẩm con mẹ gì nơi đó chỉ để đám tù nhân vô tích sợ chui ra chui vào đến cái ghế còn không đóng được ông tuấn nhìn lão giám thị rồi mỉm cười vậy giám thị nghĩ sao nếu tôi có thể biến giường gỗ đó thành một nơi sản xuất ra những đồ thủ công mỹ nghệ kể cả những món đồ tinh xảo nhất có giá trị hàng chục triệu đồng hoặc hơn thế mà giám thị tìm thấy bên ngoài thị trường lão béo sửng sốt cậu làm được điều đó à? ông tuấn gật đầu có vẻ như trại xuân nguyên không để lộ thông tin này ra bên ngoài. Cũng phải thôi, toàn bộ những sản phẩm tinh sản mà tù nhân làm ra. Tiền đi đâu, có trời mới hiểu. <laughs> 30 phút sau, giám thị cho gọi quản giáo liêm vào để đưa ông Tuấn quay trở về buồng giam. Lúc này bên ngoài trời đã ngớt mưa. 4 giờ chiều, nhưng bầu trời đen xì, thâm kịt lại. Trên đường quay về buồng giam, ông liêm nói. Lần đầu tiên tôi thấy giám thị tiếp chuyện với một người lâu như vậy. Ngay cả những kẻ đến đây để chạy trọt, thời gian cũng không quá 15 phút. Chắc hẳn cậu và ông ấy đã bàn chuyện gì đó quan trọng lắm. Ông Tuấn mỉm cười. Tôi cũng chỉ đưa ra một vài đề xuất thôi. Điều này có thể sẽ đem lại lợi nhuận cho giám thị, cũng như trại giam này, nên ông ấy có vẻ hào hứng. Ông Liêm ngạc nhiên. Thật vậy sao? Ông Tuấn cười. Rồi sau này cán bộ sẽ biết. À, mà cán bộ cho tôi hỏi. Buổi chiều ở đây có chỗ nào có thể luyện tập rèn luyện sức khỏe được không? Ông Liêm trả lời. Tất nhiên là có rồi. Phía sau dãy nhà tù có một bãi đất trống. Ở đó có những dụng cụ được sử dụng cho việc rèn luyện thân thể, thể dục thể thao cho tù nhân. Khoảng thời gian từ 3 giờ 30 đến 5 giờ, sau khi lao động xong, tù nhân được đến đó sinh hoạt, hoặc chọn ở trong phòng nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể đến thư viện đọc sách. Nhưng đa số bọn họ chọn ở trong buồng giam, đợi đến giờ cơm. Vậy nên khu vực đó rất ít người đến, nơi đó dành cho... Ông Liêm chưa nói hết câu thì ông Tuấn đáp. Giờ đã hơn 4 giờ chiều Vậy có nghĩa là tôi có thể đến đó phải không cán bộ Ông Liêm thấy làm lạ Trời tuy ngớt mưa Tuy nhiên với cái thời tiết này Chẳng ai muốn ra ngoài Mà tập tạ hay đu xà cả Vậy mà gã này lại nổi hứng khác người Nhưng nhớ kỹ lại Thì ngay cả khi ở trong buồng biệt giam Hắn cũng điên cuồng tập luyện một mình Ông Liêm cười, <cười> Được chứ Dẫu sao đây cũng là quyền lợi của cậu được hưởng Đi theo tôi À mà cho tôi cảm ơn cậu gã em trai của cậu đã đến gặp tôi và tặng tôi một món quà không nhỏ điều đáng ngạc nhiên là anh ta chẳng yêu cầu tôi làm gì cho cậu cả tôi đã nhất mực từ chối nhưng anh ta ngoan cố để lại nhưng với tôi món quà đó vẫn quá giá trị mà sao cậu ta lại biết gia đình tôi đang rất cần thứ đó một món quà còn đáng giá hơn tiền bạc rất nhiều ông tuấn không biết đại đã tặng gì cho quản giáo liêm nhưng có vẻ đó là một thứ quý hiếm ông tuấn nói nó đã tặng gì cho cán bộ vậy? Ông Liêm đáp. Ba cổ sâm ngọc linh rừng nặng hơn một cân. Cậu biết không? Đối với người bị mắc bệnh ung thư, thì loại sâm đó chính là thần dược để điều trị, kéo dài sự sống. Và người đang mắc bệnh ung thư đó lại là con gái của tôi. Con bé đã phải xạ trị suốt một năm trời. Tóc của nó đã rụng gần hết. Khi tôi đem sâm ngọc linh đến cho bác sĩ, vì bác sĩ đó còn dẫn nước mắt, vì rất có thể loại sâm này sẽ là cách giúp cho con gái tôi có thêm sức sống để chống lại bệnh thật Giá của loại sâm mà em cậu mang đến không dưới 200 triệu. Tôi không biết phải cảm ơn cậu và em của cậu như thế nào. Lúc mới nhìn thấy hai người, tôi còn có cảm giác hai người là những kẻ đem lại nguy hiểm lớn cho xã hội. Tôi sai rồi." Ông Tuấn cười lớn. <cười> "Cán bộ không sai đâu. Cán bộ nói được ra câu đó, chứng tỏ cán bộ có con mắt nhìn người không tồi." "Đúng vậy. Cả tôi và nó đều là những kẻ nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm với những thành phần nguy hiểm khác, muốn đe dọa đến cuộc sống của chúng tôi." hoặc gia đình chúng tôi quả thực tôi cũng không biết nó đã tặng cho cán bộ món quà gì tôi chỉ nói nó thay tôi gửi lời cảm ơn đến cán bộ những ngày qua đã giúp đỡ tôi trong này nhưng nghe cán bộ kể thì quả thực đại nó không phải người tầm thường tiền ai cũng quý ai cũng muốn tuy nhiên trong cuộc sống vẫn có những thứ không thể đong đếm bằng tiền tôi nghe nói nó hay đi đi về về trong khu vực vùng núi phía bắc các tỉnh thành khắp cả nước sâm ngọc linh tuy quý hiếm nhưng nếu cho tôi thì tôi cũng chỉ đem ngâm rượu. Hả chẳng phải quá phí phạm hay sao? Thật may khi loại sâm đó được dùng đúng mục đích. Giang hồ cũng có nhiều loại, cũng giống như tù nhân vậy. Tôi biết có những người vào tù cho dù họ hoàn toàn vô tội. Thế nên bản thân tôi chỉ tin vào cảm nhận của chính mình. Khi nói chuyện với cán bộ, tôi biết cán bộ là người tốt. Chỉ đơn giản vậy thôi. <laughs> ông Liêm càng tiếp xúc với ông Tuấn thì lại càng không hiểu gã tù nhân này rốt cuộc hắn có suy nghĩ gì và hắn là người tốt hay người xấu. Nhưng trong quá khứ, hắn đã một lần giết người, lãnh án 16 năm tù, và lần thứ hai hắn quay trở lại nhà tù, cũng với tội danh gần như tương tự. Chỉ có điều nạn nhân của hắn sau khi đưa vào bệnh viện đã may mắn sống sót. Người tốt liệu có suy nghĩ giết người đến tận hai lần như vậy hay không? Nhưng tiếp xúc với hắn thì lại không giống như những gì mà tội trạng của hắn nêu ra trên giấy tờ. Hơn 20 năm làm việc trong nhà tù gặp gỡ không biết bao nhiêu tên tội phạm, từ tử hình cho đến trung thân. Chưa bao giờ ông Liêm thấy một kẻ đặc biệt đến thế này. Cứ như thể hắn đi đến đâu, nơi đó sẽ thay đổi. Đến trước bãi đất trống, ông Liêm nói. Đến 5 giờ cậu phải quay trở lại buồng giam, sau đó đợi điểm danh để đi ăn cơm tối. Nhớ đừng có suy nghĩ gì lầu lĩnh. Khắp các vị trí trọng yếu đều có lính canh túc trực. Chỉ cần cậu đi quá phạm vi được cho phép, tôi sẽ không đảm bảo được rằng cậu sẽ an toàn đâu. Nhớ lấy. Ông Tuấn khẽ cười. Cán bộ yên tâm, tôi chỉ muốn tập luyện một chút cho cơ bắp thư giãn thôi. Sống đến tuổi này, cũng đã quá nửa đời người. Nhưng việc làm cho tôi hứng thú nhất chính là luyện võ và đánh đấm. Và còn một điều nữa, hình như tôi sinh ra là để dành cho nhà tù thì phải. <laughs> những câu nói chứ đừng đầy ẩn ý, nhưng cũng rất chua chát cho một gã tù trung niên đã hơn 40 tuổi. Điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy? Chẳng lẽ có những kẻ thực sự sinh ra đã gắn liền với những việc phi đạo lý ông liêm quay trở lại trời vẫn mưa lâm thâm ông tuấn một mình tiến về phía những quả tạ được đúc bằng xi măng trộn lẫn đá xanh có lẽ đây là sản phẩm của những tù nhân làm ra ngoài tạ tự đúc ở đây còn có cả xà đơn xà kép phía dưới gầm ghế đá còn có cả bóng dùng để đá nhưng chắc do trời mưa nên không có ai ra đây tập điều này không khiến ông tuấn cảm thấy phiền ngược lại càng vắng ông Tuấn lại càng cảm thấy thoải mái hơn. Những kẻ điên luôn biệt lập, mang tính cách khó có thể đoán được họ đang nghĩ gì, muốn làm gì. Sự xuất hiện của ông Tuấn trong bãi đất trống không khỏi thu hút sự chú ý của lính canh. Đám lính cười mỉa mai tên tù nhân điên khùng, sướng không biết đường sướng, lại tự chuốc khổ vào thân. 4 giờ 30 một nhóm người khác xuất hiện. Chúng đi với nhau thành một đội khoảng 10 người. Có lẽ tất cả bọn chúng đều là tù nhân trung buồng Trời đã tạnh mưa hẳn. Chắc vì vậy mà nhóm người này kéo nhau đến đây để luyện tập. Từ trên bốt gác, hai tên lính canh nhìn xuống bãi đất rồi mỉm cười nói với nhau. Lại sắp có kịch vui để xem rồi đây. một tên khác nói. Có lẽ nên cảnh báo chúng nó trước, tránh xảy ra va chạm. Tên kia ngăn lại. Cứ bình tĩnh, mưa gió cả bồi thế này. Ở đây ngắm mãi cũng chán. Cứ để kệ tôi nó. Đến khi nào cần ngăn cản, chúng ta sẽ ra tay. <laughs> Thằng tù nhân kia chắc có lẽ là người mới. Do vậy nó không biết chỗ này cũng có luật. Nhìn dáng dấp của nó kìa, cũng thuộc dạng cơ bắp đó chứ. Thử xem xem, nó sẽ giải quyết tình huống này như thế nào. Kịch kịch, những tiếng bước chân dừng lại. Nhóm người kia đứng cách ông Tuấn khoảng 3 mét. chúng khoanh tay nhìn ông Tuấn đang đầy tạ. Nhá thấy có bóng người, ông Tuấn thả tạ xuống đất rồi ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi. Ông Tuấn cười vui vẻ nói: "Các anh đến đây tập phải không? Tôi cũng xong rồi, mọi người tập đi." Nói xong ông Tuấn đứng dậy định rời khỏi khu vực tập tạ. Nhưng khi ông Tuấn định đi, thì nhóm người này lập tức quay tròn quanh ông Tuấn. Có vẻ như chúng không muốn cho ông Tuấn đi. Nhận ra được ý đồ không tốt, nhưng ông Tuấn vẫn giữ nụ cười trên miệng. Ông Tuấn nói, Có vẻ như tôi đã vi phạm luật bất thành văn ở đây rồi thì phải. Một tên trong số 10 gã kia lên tiếng. Nghĩ được như vậy chứng tỏ mày không phải lần đầu ở tù. Thằng tù nhân mới kia, không ai nói cho mày biết chỗ này là của ai à? Lúc này ông Tuấn mới nhớ đến lời nói của quản giáo Liêm. Lúc đó ông Liêm chưa nói hết câu. Hình như ông Liêm đang định bảo nơi này dành cho ai đó. Không muốn gặp rắc rối. Với kinh nghiệm gần 10 năm ở tù của mình, ông Tuấn biết ông mới chỉ vừa ra khỏi bồng biệt giam được 2 ngày. Nếu tiếp tục va chạm, vừa làm khó cho chú Đại, lại vừa khiến cho quản giáo Liêm gặp rắc rối. Vì người phụ trách ông Tuấn đến đây là quản giáo Liêm. Ông Tuấn xuống nước. Quả thực là tôi không biết nếu đây là khu vực của mọi người, tôi sẽ rời đi. Đến lúc này, kẻ khiến ông Tuân chú ý đến nhất ngay khi nhóm người này xuất hiện đã lên tiếng. Hắn là một tên mặt sắc, khuôn mặt lạnh băng. Và thứ khiến hắn nổi bật nhất chính là một vết sẹo xẻ chéo khuôn mặt, cắt ngang qua phần sống mũi. Ánh mắt của hắn khá đáng gờm Hắn nói, Mày là thằng tù nhân mới của buồng giam số 17. Là người đã đấm thằng Long gãy mũi phải không? Tao đã muốn gặp mày kể từ hôm mày ra khỏi buồng biệt giam rồi. Tao không biết mày làm cách nào để ra khỏi đó sau hai ngày. Nhưng chắc có lẽ gia đình mày đã tốn không ít tiền đấy nhỉ? <laughs> Bản lĩnh của mày khi hạ gục một con đại bàng đâu rồi? Đừng nói với tao là mày định cúp đuôi bỏ chạy đấy chứ. Yên tâm đi. Những thằng còn lại chỉ đứng xem thôi. Tao cũng muốn xem. Quy lực của thằng đã đấm gãy mũi thằng Long kinh khủng đến đâu. Mà khiến cho chúng đó phải sợ đến vậy. Đừng khiến tao thất vọng. Vừa nói gã vừa lên cơ, rồi nắm tay vào nhau, Bẻ những khớp xương kêu răng rắc. Tất nhiên gã này không phải dạng vừa, nhìn những múi cơ nổi cồn cuộn trên người hắn, đồ biết hắn cũng rất siêng tập luyện. Nhưng đánh nhau trong tù không phải thứ ông Tuấn mong muốn. Máu điên trong người ông Tuấn chưa bao giờ nguội, chỉ có điều khác với thời trai trẻ, ông Tuấn của tuổi 40 đã có những thứ để suy nghĩ và bận tâm hơn. Ông Tuấn nói, "Tôi không muốn quay lại phòng biệt giam, vậy nên chúng ta dừng lại ở đây thôi. Chỗ này là của các người, tôi đi được chứ?" ông tuấn bước qua mặt hắn không thèm nhìn ngang nhưng rồi cánh tay của hắn đã túm lấy vai ông tuấn nghỉ chặt lại hắn cười, cười yên tâm đi mày sẽ không phải quay lại bùng biệt giam đâu vì chỗ của mày là ở dưới bệnh xá cơ mày không biết là tại sao bọn lính canh vẫn chưa làm gì phải không bởi vì chúng nó cũng đang đợi tao dạy cho mày một bài học mà mày chưa được học khi nhập buồng đừng để chúng nó đợi nữa nào trên bốt gác hai tên lính canh nhìn nhau cười khẩy chúng nói Mấy con chó chuẩn bị cắn nhau rồi kìa. <laughs> Làm tí độ cho bữa cơm tối nay chứ hả? Tao đặt cho thằng Dũng chó điên. Tất nhiên, tỷ lệ sẽ là 10 ăn 5. Đồng ý chứ. Gã kia tao thấy cũng không phải tay mơ đâu à nha. Tên còn lại nhíu mày. Mày khôn vậy. Thằng chó điên nó sẽ đánh cho thằng kia không lết nổi ấy chứ. 10 ăn 3. Thì tao chấp nhận chọn thằng lính mới. Tên bạn nãy cười khẳng khặc. <laughs> Được. Thì 10 ăn 3. Nhận kèo. Trước hoàn cảnh này, dù không muốn thì ông Tuấn cũng không thể rút lui. Bởi đang bao vây lấy ông là chín gã tù nhân khác. Thế nào thế nấy đều nhìn ông bằng ánh mắt khó chịu. Ông Tuấn không hiểu tại sao bọn chúng lại muốn ăn tươi nuốt sống ông. Cho dù đây là lần đầu tiên ông đối mặt với chúng. Bàn tay của dũng chó điên càng lúc càng siết mạnh nơi bờ vai ông Tuấn. Khẽ dùng mình, ông Tuấn lắc người, hầy bên vai đang bị bám chặt lên một nhịp. Nhưng chỉ từng đó thôi đã đủ khiến cho bàn tay của Dũng phải bật ra ngoài, bởi những thớ cơ rắn như đá vừa được ông Tuấn gồng lên một cách bất ngờ Dũng cho điên nhìn vào bàn tay của mình rồi nhe răng ra cười Ha <laughs> ha, mày mạnh đấy Sau câu nói đó, Dũng bất chợt dùng mình Hắn cảm nhận được khí tức của ông Tuấn vừa thay đổi Ánh mắt của ông Tuấn vừa quay lại nhìn Khiến cho hắn có phần đề phòng Ông Tuấn mỉm cười Vậy là mày vẫn muốn đánh phải không? Có vẻ như khi bản thân tao càng nhún nhường Thì tao lại chỉ nhận được lại sự ngoan cố từ phía chúng mày Lên hết đi Dũng cho điên gầm lên, mắt hắn long sòng sọc, sọc, vết sẹo kéo dài trên gương mặt hắn có vẻ như đang nổi sần lên vì máu nóng đang chảy trong người. Hắn chửi, con chó giả, mày kêu ngạo quá rồi. Khi Dũng chuẩn bị lao vào thì bất ngờ từ phía cổng vào bãi đất trống, một tiếng hét lớn vang lên. Dừng tay lại. Ông Tuấn nhận ra ngay đó là giọng của Long. Long không đi một mình. Đi cùng với Long còn có năm người khác cùng buồng giam với ông Tuấn. Trên mặt vẫn còn băng bó vì bị ông Tuấn đấm gãy mũi, long cau đôi lông mày mặt hếch lên long cùng người của mình bước lại gần đám đông đang vây lấy ông tuấn long nói dũng cho điên mày có biết mày đang động vào ai không mày muốn chết à dũng nhìn long bằng ánh mắt khinh thường dũng cười khẩy <laughs> làm sao đừng nói chúng mày đã tôn thằng già này lên làm đại ca đấy nhé <laughs> từ trước đến giờ tao vẫn tôn trọng mày bởi mày là một thằng bất cần nhưng khi mày ra tay lại rất tàn bạo có thể nói trong các buồng giam ở đây Buồn 17 của mày là buồn khiến tao có chút e rẻ. Mặc dù nói thẳng ra, tao cũng chưa bao giờ ngán mày cả. Chỉ vì mày không quan tâm đến việc xung quanh. Nên cũng không ảnh hưởng gì tới tao. Nhưng giờ đây tao thấy mình dường như đã coi trọng một thằng hèn. Mày bị thằng già này đấm cho đến nhũn não rồi phải không? Giờ mày muốn gây chiến với tao hả? Lòng trợn mắt đáp. Mày muốn thử phải không? Tới đây đi. Tuy tao không quan tâm những việc xảy ra ở đây. Nhưng không có nghĩa là tao không ngứa mắt với những gì mày đang làm trong nhà tù này. Nào, không cần đến đại ca ra tay Chỉ tao thôi, mày cũng phải ăn cháo suốt thời gian còn lại trong tù. Phía trên bốt gác, hai tên lính nhận thấy sự việc đã đi quá giới hạn. Chúng không nghĩ tên tù nhân mới kia lại được đại bàng của buồng 17 ra tay ứng cứu. Nhắc đến Long, những kẻ ở đây ai cũng biết đến, dù ít hoặc nhiều. Một các trẻ tuổi, nhưng rất lì lợp, gai góc. Chính vì cái tuổi trẻ mà ngông cuồng ấy đã khiến cho nắm tù nhân khác phải kiêng rẻ. Hai tên lính canh muốn thổi còi cảnh báo, nhưng khi chúng chưa kịp làm gì thì đã có một người khác tiến vào bãi đất chống ngăn lại, đó chính là quản giáo Liêm. Ông Liêm hắng giọng. Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy quản giáo tự khắc đám tù nhân phải lễ phép, ngoan ngoãn. Cán bộ trong tù là cha, là mẹ, điều này bất di bất dịch. Chưa cần nói đến quản giáo, ngay cả bọn lính canh thôi. Nếu làm phần lòng chúng, tù nhân xác định sống trong đầy ải. Sau khi ông Liêm xuất hiện, Dũng chó điên và người của mình lập tức cài lại cúc áo, xếp thành một hàng rồi cúi đầu chúng em chào thầy. Phía bên lòng cũng như vậy. Ông Liêm liếc nhìn ông Tuấn rồi nói. Tù nhân Tuấn, đi theo tôi có công việc. Còn ở đây, tất cả giải tán. Quay về buồng, chuẩn bị điểm danh điên cơm. Nghe lập tức. Dũng cho điên vẫn cố tình giơ ngón tay thối về phía ông Tuấn. Hắn hậm hực bỏ đi. Ra đến cổng, hắn nhổ một bãi nước bọt rồi túm lấy đầu một thằng đàn em. Hắn đưa tay lên cổ gã đàn em làm hành động cứ cổ. Một lời đe dọa mán người đến ông Tuấn. Quản giáo Liêm nói ông Tuấn đi theo mình, còn đội của Long cũng quay về phòng. Trên đường đi, ông Liêm nói, cậu lại gây sự với đám đó sao? Hắn không phải dạng vừa đâu, một kẻ lãnh án 18 năm tù. Lẽ ra mức án của hắn phải là tử hình. Có thể nói phần đời còn lại của hắn sẽ gắn liền với nhà tù này. Hắn có biệt danh là Dũng Chó Điên. Tốt nhất đừng dây với hắn làm gì. Lỗi cũng do tôi một phần. Tôi không cảnh báo cậu điều này. Lần sau cậu nên chọn thư viện sẽ tốt hơn. Ông Tuấn cười. <laughs> cảm ơn cán bộ đúng là bờ rồi cán bộ đã cứu tôi một bàn thua trông thấy sau này tôi sẽ chú ý hơn ông liêm đáp tôi có cảm giác cậu xuất hiện ở đâu thì lập tức chỗ đó có chuyện hơn nữa những kẻ mà cậu gặp toàn là những tên cộm cán dù cậu có được ai nâng đỡ đi nữa nhưng nếu còn xảy ra rắc rối bản thân tôi cũng không đỡ cho cậu được cậu ở tù 10 năm chắc hẳn cũng biết trong này tập hợp tất cả những gì xấu xa dơ bẩn càn bã nhất của xã hội cả những kẻ điên loạn giết người không ghê tay và chúng có đủ mánh khóe để khiến một con người biến mất khỏi thế giới này chỉ với những vật dụng không ai ngờ tới có một tin đồn thằng dũng chó điên đã giết chết bàn tù cùng phòng nhưng sau đó hắn không bị truy cứu trách nhiệm cậu nên cẩn thận ông tuấn cau mày nó dám giết người ngay trong tù sao chẳng trách ban nãy nó ngả mạn đến như vậy cả mấy tên lính canh nữa bọn chúng nhìn thấy sự việc bị cấm trong tù nhưng vấn đề yên không ngăn cản ông liêm tiếp thế cho nên cậu cần phải chú ý Lần sau hãy đến thư viện để đọc sách đi. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài cuốn sách khá hay. Trở về buồng giam số 17, ông Tuấn bước vào trong, quản giáo liêm bỏ đi. Lúc này bên trong phòng, Long cùng mọi người đã ngồi đợi sẵn. Có vẻ như tất cả đang chờ ông Tuấn quay trở lại. Long nói, đại ca, đại ca không sao chứ? Ông Tuấn đáp, anh không sao. Mà sao em cùng mọi người lại đến bãi tập? Long đáp, sau giờ lao động, không thấy anh quay về, nên em cùng mọi người dạo cách một vòng để tìm kiếm một số lên thư viện còn lại theo em ra bãi tập của nhà tù thẳng khốn đó nó đúng là chán sống mà ông tuấn mỉm cười cảm ơn mọi người mọi người đến vừa kịp lúc long tiếp anh anh chỉ cần ra lệnh chúng ta sẽ cho thằng chó đia đấy biết thế nào là động phải anh lớn ông tuấn gạt đi đừng làm vậy sắp tới đây chúng ta còn chuyện khác phải làm nào ngồi xuống đây anh có chuyện muốn nói với tất cả Long cùng mọi người nhìn nhau, không biết ông Tuấn đang định nói gì. Sau khi tất cả yên vị, ông Tuấn bắt đầu. Hôm nay anh đã lên gặp giám thị của trại giam và có một đề xuất. Trước khi vào việc, anh muốn hỏi, ở đây có ai đã từng làm mộc hay chưa? Hoặc có kinh nghiệm về đồ gỗ không? Có hai cánh tay giơ lên, hai người nói. Dạ nhà em có nghề mộc, chỉ tiếc là em không theo nghề, nhưng em có thể phân biệt gỗ rất tốt. Người còn lại tiếp. Em thì đã có kinh nghiệm 3 năm làm việc trong trại hòm thế có được tính không anh ông tuấn ngợt gù chạy hòm thì cũng biết đóng mộc cầm búa đóng đinh thế là được rồi giờ nghe đây anh đề xuất với giám thị buồng chúng ta sẽ chuyển đến xưởng mộc của trại giam để sản xuất đồ gỗ long e ngại liệu có được không anh em chưa bao giờ làm mấy cái đó luôn ông tuấn gật đầu được chứ ngày mới học anh cũng có biết gì đâu nhưng rồi anh cũng làm được không chỉ vậy sư phụ còn nói anh có tay nghề mọi người đã từng nghe đến đồ gỗ đồng kỵ rồi chứ tên từng làm ở trại hòm sừng sốt biết chứ anh ai đam mê đồ gỗ hoặc những người từng mua đồ gỗ đều biết đến đồng kỵ những sản phẩm của họ có những thứ lên đến vài trăm triệu đồng mà chỉ dành cho những đại gia ham mê cực phẩm nhưng em tưởng anh là người hải phòng cơ mà ông tuấn đáp đúng vậy nhắc đến chuyện này thì đó cũng là một câu chuyện dài những tưởng điều này sẽ thay đổi cuộc đời anh từ một thằng giang hồ ưa đánh đấm chém giết trở thành một người có nghề có kế sinh nhai <laughs> nhưng rồi tất cả đã đi ngược lại với điều mà sư phụ anh mong muốn sư phụ mất đi. Nhưng đến hiện tại, anh vẫn chỉ là một thằng thù. Tuy nhiên, anh mong muốn sẽ đem những gì anh biết dạy lại cho mọi người. Giống như cái cách mà sư phụ từng tin tưởng ở anh. Có thể anh không làm được điều sư phụ gửi gắm. Nhưng biết đâu, một trong số những người ở đây lại thành công. Vậy nên hãy cùng nhau cố gắng. Trong câu nói của ông Tuấn có chút gì đó nuối tiếc. Nó không phải sự đau buồn giống như khi ông Tuấn nhắc lại cái chết của Đào. Nỗi buồn này man mác, có chút thất vọng có chút tự trách bản thân. Rốt cuộc thì người đàn ông này đã phải trải qua những chuyện gì nữa? Cuộc đời của ông ta cứ như một cuốn tiểu thuyết dài vô tận, nó khiến cho người ta khi đọc trang đầu tiên chỉ muốn đọc tiếp, đọc mãi, đọc đến vô tận. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.